Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây cam đường canh cũng như là cách làm bông, làm trái cho cây cam đường canh nha. Tại vì bên Ly cũng hay chia sẻ cũng như là bán cây giống và cây lỡ nằm trong chậu á. Thì những cái cây đang cho trái thì ngày hôm nay Ly tiến hành làm trái cho cây cam cũng như là cây cam đường canh, thì Ly sẽ nhờ anh Kia hướng dẫn cho quý bà con chúng ta trong giai đoạn nào mà chúng ta chuẩn bị làm trái thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho khu vườn nhà mình nha. Em mời anh Kia. Dạ. Thì cái trên cái cây cam quý bà con, khi mà mình muốn để làm bông thành công nhưng mà mình rơi vào những cái thời tiết mà nó mưa ẩm như thế này thì cái cách nào mà mình sẽ làm cho nó hoa, cho nó ra đạt đó, thì Kia cũng mới vừa cho cắt nước quý bà con tầm khoảng có 7 ngày ha. Thì bắt đầu là Kia cho phun đó, cho phun cái MKB đây, cái MKB nè bà con đó, cái MKB và cái 10-60-10, cái này là cái 10-60-10 ha. Đó. Đó, thì đối với cái bình mà 20 lít như này nè, thì mình múc muỗng, ăn muỗng. Con muỗng gì gì hay bà con ha. Đó, muỗng hơi lưng lưng vậy thôi. Đó, mình đổi vô đây. Một bình 20 lít, một bình xịt 20 lít, một muỗng. Dạ. Yeah. MKB. Còn cái 10-60-10 của cái này khui ra bà con ơi, có cái kéo mà không thấy, cái này mình cũng muỗng nó hay bà con ha. Thì cái này mình phun cái này để làm gì đó, thì xong rồi kia là muỗng bà con ha. Đó, đó thì cái này nó có một cái tác dụng gì bà con, thì khi mà chúng ta đã cắt nước xong á thì chúng ta là tạo một cái lá để cho nó già nhanh. Đó, cho già nhanh và cho nó già đều luôn. Thì từ cái giai đoạn mà khi mà lá nó càng dài ha thì nó mới chuyển qua từ cái giai đoạn mà sinh trưởng, nó chuyển về cái giai đoạn mà sinh sản. Đó, thì chúng ta sẽ đổ thuốc vào trong đây xong, dinh dưỡng vào trong đây xong, chúng ta đổ dinh dưỡng vào trong đây xong rồi bắt đầu là chúng ta đưa nước vào, chúng ta khuấy cho nó tan đều ra. Đó, xịt nước vô thì luôn nhờ anh Phong hay anh Phong ha. Đó, anh bơm nước vô dùm cho Kia. Đó, chào. Cái giò này nó mạnh quá. Ôi nó chào ra nhóc luôn. Ôi nó chào, nó còn không phải hả gì? Xuống không? Xuống hết rồi nè, nổi cái tàu ấy lên nè. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Đó thì mình quậy khuấy cho nó tan đều hết, rồi bắt đầu là mình phun bà con hang. Đó, thì bây giờ cũng nhờ anh Phong phun luôn đi. Đó. Cái này là mình làm ở trên chậu ha bà con ha. Đó, làm trên chậu cái môi trường trong nhà lưới như thế này. Còn ở ngoài môi trường bên ngoài á ha, còn thì bà con đã phủ bạc đây. Kia mời được bà con đi cùng Kia ha. Đây cây cam nè, cây bắt đầu bởi giai đoạn mà nó vừa ra đọt, mà nó vừa chuyển lụa xong rồi Kia cho cắt nước luôn. Cắt nước là dùng cái bọc tay chùm là như thế này đó, mình không tới nước luôn bà con ha. Đó thì bắt đầu là gì, đó là quý con thấy những cái lá này nè, đó nó vừa chuyển lụa, phải nói là ok luôn nè. Đó, rất là đều luôn rồi nè. Đó, hầu như là nó rất là đều luôn nè bà con. Đó, thế thì bắt đầu là chúng ta sẽ phun tạo mầm qua lá ha. Phun tạo mầm qua lá, tại vì cái cây cam này thì bên Ly sẽ bán giống như là cái cây trồng chậu nha bà con, thì Ly sẽ tiến hành để trong cái chậu, Ly sẽ làm trái luôn. Đây, đây là những cái cây đó, cam đường canh này nha, nhìn nó rất là đẹp. Rồi em mời anh Phong phun, anh Phong ơi, phun đều ướt hết luôn ha. Đó, phun ướt lá đều, tàn rồi hết lá luôn, tức là ướt mặt trên mặt dưới, ướt mặt trên mặt dưới luôn. Dạ, có phun ướt trong thân không? Khỏi trong thân, y gò ướt lá đều lá là ok thôi. Dạ, khi mà những cái dinh dưỡng mà nó cái lá nó quang hợp, nó tiếp xúc được với cái dinh dưỡng á, thì bắt đầu là nó sẽ hấp thu rất là nhanh.
rất là nhanh, thì từ đó nó mới tạo mầm được, tạo mầm hoa. Đó thì cứ cách nhau 7 ngày hoặc 5 ngày ha, thì bà con cứ phun cho kia một lần đó. Đó thì đối trên cái họ mà cam quýt đó quý vị con, chúng ta sẽ làm bông mùa nghịch đó, thì người ta phải phủ bạc. Nếu mà ở cái môi trường bên ngoài thì người ta phải phủ bạc hết ha. Đó, phủ bạc để cắt cắt nước để tạo cái môi trường khô hạn, khô hạn. Đó, thì cái sự mà phân quá mầm qua nó mới mạnh. Đó quý vị con thấy ha, phun là mình phải phun tắm như thế này nè. Đó, mình phải tắm luôn. Phun rất là kỹ đó bà con, rất là đạt yêu cầu á. Phun ở trên cái đọt luôn em ơi, đúng rồi, phun vậy luôn trên cái đọt luôn cho nó ướt mấy cái đọt non ở trên hết luôn đó. Thì cứ 5 ngày 7 ngày thì bà con phun lại cho Kia một lần ha. Đó thì cái lần tiếp theo thì Kia sẽ cho cung cấp thêm cái dinh dưỡng mà lân đa chiều ha bà con ha, để cho cái hàm lượng lân cho nó cao lên, bắt đầu là nó lưu dẫn hai chiều, chiều lên và chiều xuống đó, phun ướt luôn đó. Thì quý con phun khoảng đâu đó ha, khoảng tầm 4-5 cử, 4-5 cử. Thường thường thì trên cây chanh đó thì quý bà con phun 3 cử thôi, nhưng mà trên cái họ, trên cái cây cam này bà con phải phun như thế nào để cho những cái mầm qua mà để cho nó bật mầm hết trơn đó, bà con mấy đưa cái thuốc mà kích thích để cho hoa cho nó ra. Chưa được mà, chưa gọi mà phun cho nó ướt luôn, nó ướt ấy luôn, ướt đậm luôn. Phun lại lần nữa, phun cho nó càng kỹ lại càng tốt. Cái đợt này thì Ly sẽ làm trái cho cây cam đường canh, số lượng là 70 cây nha bà con. Không chạy được rồi. Ủa cái này sao bắt cái bé hả? Phun giạt bên đó phun chưa? Phun trên cái đọt lá tút ở trên luôn. Phun trên nha. Luôn, vậy đó. Cái đọt non ở trên phun luôn. Đưa bình chưa? Phun ướt tắm luôn đi. Thấy có mấy cây cao cao, đọt cao cao. Ở trong đây nè. Chưa nè, cái mấy cái đọt này nó chưa nè. Nó phun gì đó bà con ha, phun nó ướt nó tắm vậy đó. Thì nó mới đạt cái hiệu quả. Mấy cái đọt trên đó. Đúng rồi. Phun kỹ mấy cái đọt ở trên đó, cái mặt trong chưa ướt ạ. Đó thì từng cái giai đoạn thì Kia cũng chia sẻ cho bà con ha. Là hoa nó ra rất là ok luôn. Mình nó có trái nè, biết là điều nữa là mình có trồng là mình bỏ vô cái chậu mình trồng thôi. Rất là đẹp, trưng những ngày Tết. Thì ngày Tết đến xuân về là quá tuyệt vời luôn. Thường thì bên Ly cũng làm trái giống như là cây quýt đường nè, cây quýt đường nè, cây bưởi nè, giống như là những cái loại cây giống mà bên Ly đang bán với cây mà trồng chậu á, thì Ly đều làm trái giống như vậy nha bà con, để cho quý bà con chúng ta áp dụng theo phương pháp giống như vậy luôn nha, cách xịt tạo mầm hoa cho cây. Còn khúc giữa nè Phong, khúc giữa mấy bên kia Phong, đây là những cái cây nho thân gỗ nè, đây là những cái cây nho thân gỗ mà Ly cũng làm trái đây nè, làm trái đây nè đó, quý bà con chúng ta thấy không hả? Đây quay sát vô thân cho chị giùm. Nào quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Khi mà chúng ta làm bông làm hoa thì trái nó sẽ ra đồng loạt, và đặc biệt là trái nó sẽ ra nhiều nha bà con. Đó, từ ở trên tới dưới luôn. Phun vậy đâu? Chúng ta thấy không? Hoa với trái nó sẽ ra cứng cây luôn, giống như vậy. Ừ. Nó rất là đẹp nha. Khi mà quý bà con chúng ta để mà trái nó sẽ ra giống như là ra ngay mùa thuận á, thì nó sẽ ra 1 đến 2 trái, thậm chí là 3 trái thôi. Nó không có đồng loạt, giống như là không có nhiều giống như vậy.